Cần Thơ, bệnh viện Nhi thất thủ bởi 1.300 ca tay chân miệng. Chiều 15 tháng 10, bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết đã có 1.300 ca tay chân miệng nhập viện điều trị trong tháng 10 năm 2015. Đây là con số đáng báo động, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ hiện đang hoàn mình tiếp nhận hàng trăm ca bệnh tay chân miệng đến bệnh viện điều trị mỗi ngày. Số giường bệnh của bệnh viện không đủ đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú. Cảnh tượng các bệnh nhi nằm tràn lan ngoài hành lang bệnh viện hoặc qua các khoa nằm ké là cảnh tượng thường xuyên diễn ra. Có thời điểm 5 bệnh nhi phải chen nhau nằm chung một giường, trong khi đó bác sĩ điều trị thì tất bật ngày đêm chăm lo cho các em. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Trung Dũng, trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, toàn bệnh viện hiện có 500 giường đáp ứng cho bệnh nhân nội trú, riêng khoa nhiễm thần kinh chỉ có 60 giường nên không thể đáp ứng được nhu cầu, dẫn đến việc quá tải. Mỗi ngày tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận khoảng hơn 200 ca mắc bệnh này, lúc cao điểm nhất có thể lên đến 300 ca mỗi ngày, đa số bệnh nhi mắc bệnh nghiêm trọng thường rơi vào dưới 2 tuổi. Bác sĩ Dũng cho biết, đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện đã làm việc vượt công suất để kịp thời điều trị cho bệnh nhân. Thời điểm bệnh đông lên đến 280-300 ca bệnh nhi mỗi ngày, bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện phải căng sức làm việc dù số lượng cán bộ có hạn. Nhân viên của bệnh viện phải chia nhau trực và tăng cường thêm từ các khoa khác nhưng vẫn không đảm bảo hết công việc. Cường độ công việc của y bác sĩ, nhân viên bệnh viện tăng lên gấp 6 lần bình thường, bệnh viện cũng không giải quyết cho nhân viên nghỉ phép trong thời gian này. Hiện khoa nhiễm thần kinh có 5 bác sĩ phải chia nhau khám gần 300 bệnh nội trú mỗi ngày. Có những hôm đến 2 giờ chiều mới nghỉ tay ăn trưa, tối thì làm đến tận 8-9 giờ tối mới về nhà. Đã có một số điều dưỡng nữ bị ngất xỉu do làm việc quá sức. Bác sĩ Dũng thông tin, phía bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết đa số ca tay chân miệng xét nghiệm mắc chủng loại virus EV71. Bệnh viện ghi nhận có nhiều trường hợp chuyển độ nhanh và đột ngột, có khi bỏ qua độ 2 đột ngột vào độ 3 sốc và suy hô hấp nhanh. Do đó, khi khám các bác sĩ luôn tư vấn kỹ để người nhà lưu ý. Có một số trường hợp cha mẹ thấy bé mới bị độ 1, nổi bông nước ở tay chân nên hay tự ý đưa bé về nhà để nghỉ ngơi cho thoải mái. Tuy nhiên, bệnh này diễn biến rất nhanh, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ có thể chuyển từ độ 1 sang độ 4. Trong trường hợp này, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Cần hạn chế đưa trẻ bệnh nhẹ tới các bệnh viện lớn, tránh lây nhiễm bệnh từ bệnh viện. Theo đó, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong năm 2018, số mắc bệnh tay chân miệng giảm 18,9%, sốt xuất huyết giảm 53,6% so với năm 2017 và giai đoạn 2013-2017. Các bệnh truyền nhiễm khảo như bệnh dạy, sốt rét, bạch hầu, ho gà cũng ghi nhận số mắc giảm và có tỷ lệ mắc thấp hơn so với các nước trong khu vực. Tuy vậy, trong thời gian gần đây, bắt đầu có sự gia tăng bệnh tay chân miệng và sởi tại một số địa bàn nơi có tập trung đông dân cư, có sự giao lưu, đi lại lớn, điều kiện sinh sống chật hẹp, chưa bảo đảm vệ sinh, ý thức người dân chưa cao ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội. Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Ngoài nguy cơ bệnh mới nổi và nguy hiểm có khả năng xâm nhập vào nước ta, thì các bệnh dịch lưu hành trong nước như tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết luôn tiềm ẩn bùng phát cục bộ. Ngoài ra, hoạt động phòng chống dịch bệnh hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như việc giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch chưa triệt để, tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, chưa quyết liệt trong các hoạt động dự phòng, kinh phí đầu tư cho phòng chống dịch còn nhiều hạn chế. Phát biểu tại chiến dịch phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng hầu hết các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi đã được ngăn chặn, không ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam như bệnh MERS-CoV, bệnh cúm A, H7, H9. Các bệnh dịch lưu hành trong nước đã được khống chế và kiểm soát tốt, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm dần qua các năm. Bộ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo mỗi hộ gia đình cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh dụng cụ chứa nước, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bình bông,
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng dịch. Theo các bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, trẻ có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần sớm đưa trẻ đến các sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị, phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi, hạn chế đưa trẻ tới các bệnh viện lớn nhằm tránh tình trạng lây nhiễm sởi từ bệnh viện. Bệnh sởi rất dễ lây, không cho trẻ đến gần tiếp xúc với các trẻ nghi mắc sởi. Ngoài ra, cần chủ động đưa con em từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vaccine sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi đến trạm y tế xã, phường để tiêm vaccine phòng sởi. Yêu cầu công an điều tra vụ trẻ mầm non ăn cơm gạo mốc. Ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra có hay không việc trường mầm non thị xã này cho trẻ ăn cơm bằng gạo mốc. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video hình ảnh các phụ huynh bức xúc kéo đến trường mầm non Phú Mỹ. Vào buổi trưa, sau khi chứng kiến bữa ăn của học sinh, cơm có màu xanh giống bị mốc, cá sốt cà chua, nhưng chỉ có đầu cá. Canh cải thịt nhưng toàn thịt mỡ. Trước đó ngày 9 tháng 10, đoàn kiểm tra thị xã Phú Mỹ cũng đã phát hiện cơm một số lớp học. Tại trường mầm non Phú Mỹ, có hạt màu xanh, cá thì chỉ có đầu và khúc đuôi. Đoàn đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, đồng thời mời phòng y tế thị xã đến lấy mẫu cơm kiểm tra. Ngay sau khi vụ việc được đoàn kiểm tra phát hiện, ngày 10 tháng 10, các nhân viên cấp dưỡng của nhà trường đã xin nghỉ, không nấu cơm cho nhà trường nữa, nên phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phú Mỹ đã thông báo cho phụ huynh đến đưa trẻ về nhà. Một số giáo viên trong trường cũng cho rằng cơm bị mốc và thức ăn toàn đầu, đuôi cá là sự thật. Việc gạo bị mốc cũng được giáo viên báo cho lãnh đạo nhà trường từ tuần trước, nhưng vẫn không thấy đổi gạo mới, mà vẫn tiếp tục nấu cho trẻ ăn. Đại diện lãnh đạo trường mầm non Phú Mỹ cho biết có nhận được việc phản ánh gạo không trắng, nhưng do thứ bảy, chủ nhật trường không làm việc nên không đổi gạo được. Trong khi đó, ngày thứ hai đầu tuần, đơn vị cung cấp gạo có việc bận, không thể qua đổi lại gạo. Trả lời thanh niên, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, cho biết đã yêu cầu cơ quan công an điều tra nguồn gốc gạo mà chủ cơ sở cung cấp cho nhà trường. Tôi cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng tiến hành thanh tra toàn diện những nội dung mà phụ huynh, giáo viên nhà trường đã phản ánh. Nếu có cá nhân sai phạm, sẽ xử lý nghiêm, không để ảnh hưởng đến ngành giáo dục địa phương, ông Thắm khẳng định. Cày chọn bộ Diên Hy công lược, chỉ trong 7 ngày, người phụ nữ suýt mù mắt. Diên Hy công lược, có lẽ là bộ phim nổi đình nổi đám nhất trong thời gian vừa qua. Có người săn đón từng tập một để xem, nhưng có người bận bịu với công việc, chỉ có thể để dành cuối tuần, hay kỳ nghỉ lễ, rồi cày một thể, chẳng hạn như người phụ nữ Trung Quốc này. Theo đó, trong đợt kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhân dịp Trung Quốc chào mừng ngày Quốc khánh ngày 1 tháng 10, một người phụ nữ họ Tím đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ để cày bộ phim cung đấu Diên Hy công lược. Chị xem phim qua máy tính xách tay của mình và cày cả ngày cả đêm, thậm chí quên ăn quên ngủ. Kết quả, chỉ trong vọn vẹn 7 ngày, chị Tím đã xem hết 70 tập phim, với thời lượng mỗi tập dài tới 45 phút. Thế nhưng, chưa kịp thỏa mãn, sau khi xem hết bộ phim yêu thích, chị Tím lại gặp phải sự cố về mắt. Theo đó, vào sáng ngày 7 tháng 10, sau khi tỉnh dậy, mắt trái của chị Tím bắt đầu nhìn không rõ. Tới ngày hôm sau, mắt trái của chị Tím chỉ nhìn thấy bóng người, và lúc này chị mới tới bệnh viện để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ nhãn khoa chẩn đoán chị Tím mắc phải bệnh thần kinh thị giác, thiếu máu cục bộ, ION, hay còn được gọi là đột quỵ mắt. Tình trạng này xảy ra khi lượng máu đến các dây thần kinh thị giác bị chặn hoặc giảm. Trong trường hợp của chị Tím, đôi mắt của chị đã quá căng thẳng khi phải liên tục tiếp xúc với máy tính hay sổ sách. Thêm vào đó, thời tiết lạnh đã làm giảm đáng kể lưu lượng máu tới mắt. May mắn thay, chị Tím đã sớm tìm tới các bác sĩ, nên cơ hội hồi phục là khá cao. Một chuyên gia cho biết, đột quỵ mắt thường không gây đau đớn cho bệnh nhân, nhưng có thể nhanh chóng làm giảm tầm nhìn của một người mà không hề có dấu hiệu báo trước. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị mù vĩnh viễn nếu không được chữa trị kịp thời. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, nhìn vào màn hình điện thoại trong bóng tối là nguyên nhân chính gây ra đột quỵ mắt. Nếu bạn bất đắc dĩ phải sử dụng điện thoại hay thiết bị điện tử trong đêm,
tốt hơn hết, bạn nên bật đèn bàn lên. Và không nên nhìn quá 30 phút,